Hồi nhỏ còn đi học, mình đã từng ra cầu đá này để chơi nè. Chỗ này hồi nhỏ thì có mấy cô bán nước sâm, nước mía đồ á. Nhưng mà giờ thì mấy cô cũng lớn tuổi và đi hết rồi. Ở chỗ này là chỗ mà ghe thuyền tấp nập để bán buôn cùng với chợ. Chợ này gọi là chợ Tam Thông Hiệp, là một chợ của một xã nhỏ thôi. Toàn bộ tiểu thương trong đây đều là những người ở xã của mình lâu năm. Kế bên chợ thì sẽ có huyện đội, ủy ban. Đối diện thì sẽ có bờ kè, bên kia sẽ là sông. Vì xung quanh huyện Cần Giờ đều được bao bọc bởi dòng sông Xoài Rạp và một số sông khác. Nhưng vị trí xã của mình á, thì sẽ có một nhánh sông, đó là sông Lòng Tàu. Mình cũng không hiểu vì sao lại có tên này. Chắc có thể là tàu thuyền qua lại thường thì người ta đặt vậy thôi. Hồi nhỏ thì đi theo ba má đi một chiếc xuồng nhỏ chạy bằng máy để qua nhánh rừng của bên sông Lòng Tàu kia. Đang đi giữa chừng á, thì sóng tàu đánh, xuồng của ba má mình chìm. Mình thì lại không biết bơi, ba má thì vớt mình lên đầu tiên để đưa vào bờ. Cứ mỗi lần như thế là hư hao sửa chữa xuồng tốn kém lắm. Nghĩ lại nhớ mà thương ba má mình quá chừng. Vậy cho nên mà khi mà lớn lên á, thì mình cũng muốn là cố gắng kiếm thật là nhiều tiền để lo được cho ba má. Nhưng mà giờ thì mình chỉ có thể lo được cho má thôi, vì ba mình không còn nữa. Việt Nam ơi, quê hương ta.